Đây là một cái tổ con chim vẹt bảy sắc cầu vồng. Chào quý vị và các bạn, đây là một đoạn video clip mình quay được những cái tổ của con chim vẹt bảy sắc cầu vồng. Nó làm ở những cái hốc cây của cây khuynh diệp. Và về đặc tính và thức ăn cũng như là những thói quen của con chim này như thế nào, mời các bạn đặt câu hỏi với mình nhé. Các bạn có biết không, loài chim vẹt bảy sắc cầu vồng này nó kết đôi suốt quãng đời của mình và tuổi thọ của chúng là từ 7 tới 40 tuổi. Một tuổi thọ rất là dài so với con người, phải không các bạn? Cái hình tổ cái tổ nó đẹp chưa? Cái hình tổ của nó hình trái tim á. Đó, trong đó nó có nước bạn ạ. Trong đó nó có nước, nó bay vào đó nó tắm chán chê cho nó nhảy ra các bạn. Đó, nó có vào tắm nữa không hay lại đi mất tiêu? Ồ, lại một con khác chạy vào. Mình nghĩ là cái chỗ này là cái chỗ chúng nó thường là biết là có nước ở trong đấy các bạn. Chảy vào trong cái hốc của cái cây khuynh diệp ấy các bạn. Thành ra là cái bọn này nó quen rồi đó. Nó vào đây nó uống nước ấy các bạn. Nó biết tìm cái chỗ để có nước ấy các bạn. Đấy, lại chui vào nó lấy nước nữa nhé. Tí nữa nó bay ra các bạn có thấy là cái nước mưa đấy. Nó vẫy cái lông của nó lên nước, nó bắn tung tóe luôn cơ. Nó giống như là cái bể bơi của nó, trong đó nó đều thế. Mình muốn trèo lên đó mình xem cái bể bơi của nó như thế nào ấy các bạn. Cây nó cũng thành hình trái tim trông đẹp chưa? Đó, vẫn chưa thích, nó vẫn chưa đã, lại chui lại nữa. Nó tắm tiếp đấy các bạn. Anthony, can you do it? Video for mommy? You can choose the other direction. Don't stay in one spot, so you can't get the best light. Tắm tiếp mát quá. Hôm nay là Sydney là một ngày nắng như các bạn. Hôm nay 27-28 độ gì đấy. Đây là cái bọn này nó thích nước rồi nó tắm ở trong đó đó các bạn. Theo các nhà sinh vật học nghiên cứu, họ phát hiện ra rằng loài chim vẹt bảy sắc cầu vồng và còn được gọi là chim lory này thì sinh nở quanh năm nha các bạn, và ngoại trừ tháng 3 mà thôi. Và mỗi một lần sinh nở đó là nó sinh từ 1 tới 3 trứng. Và chúng có thể ấp nở trứng trong vòng 25 ngày. Và sau khoảng từ 55 tới 60 ngày thì là chim non sẽ có thể tự bay và tự kiếm ăn. Nhưng trong khoảng thời gian đó thì
chim bố và chim mẹ vẫn cho chúng tiếp tục cho chúng ăn tiếp thức ăn cho chúng thêm 2 đến 3 tuần trước khi con chim non thực sự trưởng thành nha các bạn. Tắm rất là enjoy á con. He seems like very enjoy with his bath. Loài chim vẹt bảy sắc cầu vồng này rất được ưa chuộng nuôi làm chim cảnh ở Việt Nam bởi cái sự thông minh của chúng và cái màu sắc tuyệt đẹp này. Và giá bán thì dao động từ 2 triệu rưỡi tới 4 triệu. Đây là thông tin mình được tìm thấy ở trên mạng nha các bạn. Còn thực tế như thế nào thì mình cần cái sự thông tin thực tế từ của các bạn luôn. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và hẹn các bạn ở những video sau. Thank you and see you. Goodbye. Đang uống nước các bạn ạ. Cái hốc cây đó là có nước nha. Có nước mưa từ mấy hôm trước đó, nó chảy vào đó, đó các bạn, nó chảy xuống cái cây quinh diệp và nó chảy luôn vào cái lỗ đấy. Bây giờ thành như là một cái bể bơi cho cái bọn chim ấy các bạn.